Thống đốc bang Florida, John DeSantis đã ký luật hạn chế công dân từ Trung Quốc mua đất, động thái mà nhiều bang khác của Mỹ cũng đang cân nhắc thực hiện. Reuters đưa tin, Thống đốc DeSantis ngày 8 tháng 5 đã ký luật nhằm cấm sử dụng TikTok và các ứng dụng Trung Quốc trên hệ thống máy chủ ở trường học và chính quyền. Luật mới cũng hạn chế công dân từ Trung Quốc mua đất ở Florida. Luật này còn cấm các trường đại học ở bang nhận bất cứ khoản tiền tài trợ hay quà tặng nào từ Trung Quốc. Hôm nay, chúng tôi thực sự đã nhận ra mối đe dọa từ Trung Quốc và chúng tôi đang hành động, ông DeSantis nói trong một cuộc họp báo. Các quốc gia khác cũng bị Florida xếp vào danh sách đáng lo ngại trong luật mới ký là Nga, Iran, Triều Tiên, Cuba, Venezuela và Syria. Trước đó, các tiểu bang khác của Mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với TikTok, ứng dụng có hơn 150 triệu người dùng thường xuyên tại Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cấm TikTok trên các thiết bị do chính phủ cấp vào đầu năm nay. Luật mới sẽ ngăn công dân, công ty từ các quốc gia đáng lo ngại sở hữu đất nông nghiệp và bất kỳ vùng đất nào trong phạm vi 16 km quanh căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như cảng biển, sân bay và nhà máy xử lý nước thải. Các chủ sở hữu hiện tại của những lô đất nằm trong nhóm trên sẽ phải đăng ký tài sản với tiểu bang trước ngày 1 tháng 1 năm 2024 hoặc đối mặt với khoản tiền phạt $1,000 mỗi ngày và bị tiểu bang tịch thu tài sản. Nhiều người Mỹ gốc Hoa đã phản đối luật này, cho rằng nó sẽ khiến mọi người không muốn bán đất cho những người có tên giống tên Trung Quốc. Theo luật, các đại lý bất động sản có thể phải đối mặt với các hình phạt dân sự hoặc hình sự nếu họ biết được việc giao dịch này là không đúng luật. Nhiều bang khác tại Mỹ như Texas, Arkansas, South Dakota đang cân nhắc thông qua các lệnh hạn chế tương tự. Theo South China Morning Post, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.